Yes. Vô. Mấy đứa. Chip đi, chip đi. Hey. Ủa? Sao Sally nó ngủ ở này? Bố hỏi cái nè, bây giờ sáng nay là mẹ đi rồi mình muốn chơi cái gì? Không có máy tính nữa nha, chip tắt cho bố, mau. Bỏ tai nghe ra. Nè, tính chơi cái gì? Con không biết nữa. Ừ? Chúng tìm với gì nữa? Đánh cầu lông đi, chiều đi đánh cầu lông. Mà không có cái gì máy tính, tivi là bố không cho coi nữa nha. Mắt hôm nay là cận là lòi lắm luôn rồi đó, bao nhiêu độ rồi đó. Bây giờ đi xuống ăn sáng rồi chơi. Dạ. Ok không? Dạ. Vui, mẹ đi rồi. Đi hái phái ha. Nói chung là ngày nào mẹ cũng đi là đã. Nóc nhà đi rồi. Nóc nhà đi rồi. Và bố con mình. Nên gạch nổi lên, Nắm quyền lên là yeah, là 1 2 3 là 1 2 3 yeah. Đi xuống ăn sáng đi. Đâu kiếm cái cọng dây thun để bố cột tóc cho nó lên. Xuống. Khi mẹ Phượng vắng nhà của hai con sẽ là gì đây? Mẹ nấu được không? Ngon. Ăn bún bò là xong là nhịn luôn nha mấy đứa. Tối chưa ăn cơm cái gì? Không biết. Bố không nấu nha. Con biết nấu rồi. Ừ. Anh ăn thấy ăn ngon cái vậy? Mẹ nấu ngon hả? Ngon lắm. Ngon ha. Bún cái bún quá ngon, đúng món bố thích luôn. Nói chung là mẹ nấu món gì cũng ngon hết trơn á. Mẹ quá sướng luôn. Đúng không? Nấu cơm đơn giản, giặt đồ có máy giặt. Coi như là làm mọi thứ trong nhà là máy móc hết. Hút bụi, có máy hút bụi. Đâu phải làm gì đâu. Tính là ở nhà sướng hơn đi ra ngoài làm kiếm tiền như bố. Đi thấy đúng không? Đúng lắm. Đúng không? Đó, thấy chưa? Chip thấy sao? Con thì lại thấy mọi người trong chúng ta là sau này khi mà đã lớn rồi thì mọi người sẽ đều có những cái công việc riêng của mình. Thì con nghĩ á, con thấy cho dù mẹ có làm nội trợ đi chăng nữa nhưng mà con thấy vẫn có cực nha. Tại vì bố nhìn sơ qua bố cứ nghĩ nó chỉ là một cái kiểu làm rửa chén, rửa bát, nấu cơm. Nhẹ nhàng, công việc rất nhẹ nhàng. Thực chất là bố chưa hiểu được rằng là cái sự mệt nhọc của cái công việc. Mệt là mệt sao? Mệt cô ở nhà rửa rồi. Chứ giờ con hỏi bố nghe nha, bây giờ bố làm một việc mà bố làm có một chút thì chắc chắn bố sẽ không thấy mệt. Nhưng trong nguyên một cái ngày đó bố làm từng cái công việc nhỏ một bố cộng lại nguyên một ngày thì nó sẽ rất là mệt. Bố đi làm MC, bố bay các chương trình, bố đi ngoài bố cũng mệt vậy. Bố cũng thì đúng rồi, thì đó công việc của bố thì bố mệt là đúng. Nhưng mà đằng này mẹ ở nhà mẹ cũng phải làm việc, mẹ cũng phải làm việc chứ giờ. Không lẽ mẹ ngồi không những cái cơ có cơm đi nước rót đúng không? Nhưng mà bố nghĩ là mẹ là làm việc nhẹ nhàng nhàn hạ hơn bố, mẹ là sướng hơn. Con nghĩ cả bố cả mẹ đều tất cả như nhau. Bố thấy bố mẹ sướng hơn, bố là cực hơn. Không. Nên công bằng đi. Anh Chip, ủa thấy anh Chip bên mẹ không à? Nhưng bên phe bố mà, bố cực hơn. Ai cũng cực hết á. Bố với mẹ đi thương ai hơn? Thương ai hơn? Thì bố. Mẹ về thì thương ai hơn? Mẹ.